Tôi nói anh á, là tôi biết cái lỗi của tôi chứ không phải là tôi không biết đâu. Tôi gặp sự cố, tôi đã báo với anh và tôi đã xin anh, có nghĩa là theo cái việc ở đây là xe ở trong thành phố đến giờ cấm rồi, tôi xin di chuyển ra mà anh vẫn cố tình, có nghĩa là khó khăn thì tôi đúng không? Anh phải vui gì tụi em tí thôi chứ. Bây giờ anh thấy không, cái làm việc của anh nó căng đét quá, anh không có nghĩa là cái vui gì của anh đúng không? Anh làm việc như vậy nó quá đáng à, đối với người dân quá. Chứ người xe người ta gặp sự cố thì rõ ràng xuống á, tôi đã cho anh nghe ghi âm rõ ràng. Anh gặp sự cố à, anh dừng lại, anh không được chạy nữa. Xe anh không sửa, có đèn. Khắc phục xong được chạy, anh hiểu xe không? Xe anh không có đèn, anh chạy là khắc phục. Nhưng mà giờ anh biết rồi, giờ này ở trong thành phố này làm gì có cái chầu nào. Đi nữa, lập đi cho bản đi, à, xong đi. Xe anh không có đèn, lỡ anh gây tai nạn rồi ai chịu, vui gì cho ai. Trời ơi, thôi các anh cứ lập biên bản thôi. Tôi nói là nói gọi là trên cái gọi là cái tình người và công việc đó, không và công việc đúng không? Cái chuyện á, khi tụi tôi á bị đèn bậy, bọn tôi đường đây sáng di chuyển có một tí thôi, đúng không? Xe bị đứt hả? Xe bị đứt, không có, không lập trong cái lỗi mà khoan nhầm nữa rồi, nhẹ thôi, đừng làm không ba 700. Cái giờ này đúng ra là 700 nhưng mà tôi không cảm cho ông đi, là trong đây nhỉ, đó là cái đó tình người đó đó. Dạ. Rồi ok, anh nói những cái gì em ghi cái đó. Rồi. Nhưng mà nói máy tôi quay HD full rồi ha, không tôi cũng nào. Tôi à, cũng có HD full, nói trong nhà máy ghi HD full rồi ha, nè đó nha, HD full ok rồi. Máy ok 10 lần á chứ không phải là máy đâu. Ok đâu. Ok à. Nhưng mà anh quay tôi, anh cũng là chưa có xin phép tôi nữa đó. Tôi quay để làm bằng chứng giống anh xin phép. Nghe không? Anh mới chịu tôi. Đúng không? Đó nói anh quay tôi là anh vẫn chưa xin phép tôi đấy. Các anh làm việc nó quá quá. Các anh cứ nghĩ đi chứ rõ ràng á là cái này sự cố không, các anh vẫn cứ một hai là vậy. Anh lấy cái giấy ngân hàng đi, không có ngân hàng tôi mang về. À, bằng lái tôi bằng lái riêng đó bác. Tôi đâu có nói gì đâu. Tôi cái sự cố này rõ ràng là tôi biết, tôi báo với các anh vậy, tôi xin rõ ràng, nhưng mà các anh vẫn
Không phải cái này là người ta cố tình, ví dụ trường hợp cái lỗi người ta cố tình á. Không. Cho bên đây giờ ở đây thì giờ cấm xe lớn này, giờ cấm đến nơi rồi. Chạy ra để khắc phục sự cố mà các anh vẫn cứ gây khó dễ lập biên bản. Đúng rồi. Cái này là cái nội dung nói sao, trong này là cái không có đủ đèn chiếu sáng. Không có đủ đèn chiếu sáng, mặt 350. Đúng ra là 700 là không sử dụng từ ban đêm á. Nhưng mà chúng tôi là ông để là khắc phục. Gì đây ta? 51C điều khiển xe. Điều khiển xe Nguyễn Duy Phương. Điều khiển xe ô tô tải biển số 51C76702 không có đủ đèn chiếu sáng, đồng ý chưa? Đó là phạt 350.000. Ký tên họ tên vô đây. Cái này đáng lý, các anh phải du di người ta tí. Ơi, vượt quá tầm của tụi tôi. Bây giờ anh cứ diện lên cơ quan xin, làm đơn xin. Người ta trên đó có miễn giảm bên đó. Và chứ không phải là ấy, còn chúng tôi là chúng tôi lập cái này để ghi nhận thôi chứ đâu phải là lập là phạt đâu. Về đó anh nên có gì anh chính gái. Cái này là dự cái bên mà anh dự bằng lái ha. Làm dự bằng lái thôi. Anh cái gì lên đó anh xin. Xin tùy anh ở đây là có nghĩa là chăm trước cái người thực tế cụ thể thôi. Chứ còn lên đó thì cần gì phải xin. 350 tụi tôi cũng có thôi chứ. Không? Đời tôi nói thật ra tôi chạy xe từng đó cái bằng lái, bây giờ tôi gặp bên bạn đầu tiên. Tôi nói thật. Tôi thề với ông luôn á. Tôi chạy bằng xe bao nhiêu năm trời, lần này là lần cái bên bạn đầu tiên. Anh không tin anh cứ vô rà soát trong cái lỗi giao thông á, có bị chính xác không? Bằng 209 à, 29 là đúng khoảng 81 Ngô Quyền kế bên đây. Lần đầu tiên tôi rồi vì là cố gắng đi, đừng đẩy xe rồi giờ có này, cái này là giờ tôi xin anh chạy ra đây cho nó khỏi hết giờ là, đúng không? Bây giờ nè 5 giờ 15 là anh chạy được rồi, chạy đi, mở máy vô cơ sáng rồi đó, giờ đèn sáng rồi anh chạy đi. Đó chứ gì rồi, rồi để okay. Đi khắc phục chứ không rồi, thì rồi, đi để trễ giờ đi đó còn xa lắm các anh, khó khăn quá.